Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Bây giờ khoảng gần 8 giờ sáng nha các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2024. Thì hôm nay đó là Vũ đi phát 17 phần gạo của dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre của mình. Tại hôm Tết dì phát ở ngoài nhà của dì 2 tấn rồi dì có chừa lại cho Vũ là 17 phần. Mà hổm rồi Vũ mắc đi phát thành ra không có đi phát của dì được. Thì hôm nay Vũ đi phát nha các bạn. Dì chừa cho Vũ 17 phần nè để phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Đại. Hổm rồi Vũ phát là khoảng 1 tấn 7 á các bạn. Thành ra đi giáp hết rồi, giờ Vũ sẽ đi xây vòng lại nha các bạn. Gạo để trong cái bao này rất là chắc chắn nha các bạn. Nè mình xách đi cũng tiện nữa. Cái bao này nó chắc nữa. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy rồi Vũ thay mặt cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Đại mà nhận 17 phần gạo này. Cảm ơn dì Năm Là rất là nhiều, chúc dì và gia đình năm mới được mạnh khỏe, làm ăn phát tài. Rồi giờ Vũ chất lên xe nha các bạn. Rồi hôm nay Vũ sẽ lấy chiếc xe của chị Cúc cho để Vũ chở gạo nha các bạn. Thì cho chiếc xe vàng này nó tạm nghỉ đi, nó lâu quá rồi, hai mấy năm rồi Vũ cũng sửa rất là nhiều lần rồi nha các bạn. Bây giờ nó chạy nó yếu mà thấy nó cũ rồi, hư rồi, mình sửa lại nó cũng không có bằng hồi trước. Nó gắn bó với Vũ cũng rất là lâu, 20 mấy năm, khoảng 21 22 năm ạ. Hôm nay chiếc này nó sẽ làm nhiệm vụ chở gạo thế chiếc vàng. Cái vỏ này nó cũng muốn hư rồi, chắc phải mua cái vỏ khác.
bị lủng rồi, đi đỡ cái chuyến này đi mua cặp vỏ khác. Chở ra cái vỏ này nó te tua hết trơn. Chở hết rồi trở về chở nữa. Rồi giờ Vũ đã chất gạo lên xe xong rồi. Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Giờ Vũ đi dài lên xã Bình Thới. Vũ cảm ơn chị Cúc Mai ở Úc rất là nhiều nha. Chị Cúc đã cho em chiếc xe để chạy đi chở gạo, thế chiếc xe vàng cũ. Vũ lên đây là ấp Bình Trung, đó là ghé thăm chú Thiếm Năm. Dạ anh chào chú, khỏe không chú Năm? Cục đỡ đỡ rai dò, cục đỡ đỡ rồi chú. Dạ. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú Năm? 90 à. Dạ còn Thiếm? 89. Dạ. Chú Thiếm ở đây không có con cháu gì nuôi hả? Trời ơi, tụi nó ở riêng hết chú ơi, mà nó con chào nghèo. Thiếm nha. Nó nghèo dữ lắm, cho thêm phần nữa đi chú. Kệ cho ai cũng vậy gì. Dạ, tại em thấy là mới bữa đó con cho 20 rồi. Vậy ở đây giờ không ai cho, có cái chú cho ăn thôi. Dạ, tại con thấy bữa đó cho 20 rồi, bữa nay con cho 1 nữa, 30 kg. Ông bà để ăn từ từ được rồi, chứ nhiều quá sợ nó móc. Không có bác ăn vợ chừng 2 tháng ở dưới không cho chết. Rồi mơ mốt rồi có con cho nữa chứ nhiều quá sợ nó bị móc. Sợ không đủ hết trơn. Tại vì mới bữa đó con cho ông 20 kg rồi đó. 20 tới 2 người lận. Thì ông bà ăn ăn bữa ăn lon không? Lon á. Dạ. Lon không. Sợ lâu quá nó móc. Không có bóc đâu. Bởi vì giờ ở đây ít ai cho. Dạ. Dạ vậy để con lấy một phần nữa. Dạ. Chứ con tính là hổm 20 kg, nay 10 kg nữa là 30 kg rồi. Vậy cảm ơn chú không? Thôi cảm ơn. Dạ, dạ gạo này là của dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng mình gửi tặng. Con dạ. Chỉ mang giùm thôi. Dạ cảm ơn. Dạ, dạ. Công của chú cũng quý rồi. Dạ được rồi, để con lấy thêm một phần nữa. Dạ. Dạ ít ai ở mỗi lần thì họ trúng tôm á. Dạ. Trúng tôm họ cho nhiều giờ thách tôm không à. Dạ, tại con chưa? Sợ nhiều quá thì sợ nó bị không móc. Có, không có đâu. Trời dạ, dạ, rồi vậy đây con lấy thêm phần nữa. Dạ, cao. Ông dạ. Ăn nhiều. Dạ, ông ăn... Chú lấy em. Dạ, khỏi. Dạ, bà ăn bữa được mấy chén cơm? Chén rồi, không tới. Nửa chén, một chén hả? Còn ông Năm? Cũng vậy à. Đều có cái là hai người ăn dạ. Một bữa ăn lon. Mình không có ăn sáng rồi mình... lon. Dạ. Cảm ơn. Dạ ai cho cũng cảm ơn hết trơn con chú. Dạ dạ. Gửi ông bà 2 túi ha. Dạ. Dạ rồi mơ mốt có nữa con mang lên. À cảm ơn dạ. Dạ dạ để con lấy dưới cái mi à. Dạ rồi thưa ông con đi. Dạ rồi thưa bà con đi nha. Dạ dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Dạ tôi cảm ơn chú nhiều hơn. Dạ dạ. Dạ. Cái công chú đi quý hơn. Dạ dạ rồi. Ông bà nghỉ khỏe nha. Dạ. Ghé đây là cũng ở ấp 1 của xã Định Trung. Đây có bà cụ ở đây là nhà tình nghĩa nè. Bà sống có một mình nè. Sáng bà nằm đó. Lúc nào cũng thấy bà nằm. Bà ơi. Bà ơi bà. Bà ơi. Bà ơi. Con gửi tặng cho bà nha. Gửi tặng cho bà. Bà bị lãng tai. Đây con tặng cho bà. Rồi tặng cho bà bịch gạo nha. Bà khỏe không? Dạ cho.
cho bà. Dạ dạ. Bà lãng tai bà không có nghe gì. Giờ Vũ trở về đây là ở xã Bình Thới ghé thăm dì hai. Dì sống đây có mình. Dì bị bệnh tim. Dì hai khỏe không dì hai? Dì hai khỏe không? Khỏe gì? Đường mệt hả? Đường mệt hả? Dạ, là tim. Dì hai bị bệnh tim hả? Nó hở sáo quanh tim. Dạ. Ở dưới bệnh viện Bình Đại đưa lên Bến Tre nó cũng nói y vậy đó. Mà trị một tháng không hết. Dạ. Năm nay dì nhiêu tuổi dì hai? Cũng như còn tuổi nó 80. Dạ. Là trị không hết thì giờ dì tính đi thành phố hay sao? Không đi đâu trơn, có tiền đâu đi mà đi ai nuôi. Dạ. Con nó mắc không chuyện trơn. Không đi bây giờ có một cái vậy nè để nói cho cậu nghe. Cũng như tối ngày hen. Dạ. Ngồi dày đi vòng ở đó nấu nồi cơm ăn. Dạ. Rồi mừng cá rồi ở sao làm gì làm chứ ra lộ mà đi xuống chừng 500 thước mua cái gì vậy đó đi tiệm đâu không được. Đi không nổi, nó dạ. Mệt. Dạ, nó mệt. Dạ. Đi thì nổi nhưng mà nó mệt quá. Dạ. Mệt quá. Đó bác sĩ nói giờ đó mình phải mổ hay sao? Gì? Nó không ngờ. Nó không có nói gì đâu mà nó thấy già quá nó không có nói mổ. Dạ. Nhưng mà này, mổ thì hết á, nhưng dạ. Mà thôi tự coi. Yếu sức quá mổ chết à. Con nghe người ta nói mổ như luồn cái ống vô vậy á. Hả? Giống như nó bị nghẹt người ta mở luồn ống vô cho nó thông. Chắc vậy đó, chắc dạ. Vậy đó. Hôm nay con ghé thăm dì, con gửi tặng cho dì một phần gạo 10 kg. Phần gạo này là của gia đình của dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng của mình gửi tặng. Vậy hả? Dạ. Mổ chưa? Dạ con nói cái người gửi cho gạo gì nè. Ở vậy hả? Dạ. Trời ơi, tôi nghe sang đàn. Dạ, là của gia đình của dì Năm Là. Năm Là hả? Dạ, ngoài ấp 1 xã Bình Thắng á, gửi tặng cho dì. Con dạ. Mang lên giùm. Rồi bây giờ cũng nói vậy là dì thay mặt mà cái cô cho gạo đó. Dạ. Nói là tôi cảm ơn cầu chúc gia đình mạnh giỏi từ đầu năm tới cuối năm. Dạ. Mừng ăn phát đạt. Mừng gì được nấy. Dạ. Gia đình mạnh khỏe hết. Rồi cậu cũng vậy nghe. Dạ. Dì cũng chúc vậy đó. Dạ. Con đi gì nằm nghỉ cho khỏe đi. Thôi mà không có tôi đi cả chứ ngồi. Dạ. Tôi vậy không sao. Dạ, ngồi là không sao. Không? Dạ. Nói chuyện hoài được. Dạ, đi thì nó mới mệt. Đi đây ra lộ thì dạ, mệt. Dạ. Đi con làm như là mình vận động nó mới đó. Đi làm như mà đều cũng đi hoài, đi tiệm mua này kia. Dạ, chứ không đi thì sao mua phải không? Đó, không đi làm sao làm. Dạ. Đồ ăn. Dạ, thôi con đi, về nghỉ khỏe. Ừ. Dạ. Rồi, giờ vậy. Okay. Đây là ở xã Bình Thới, ghé thăm dì Năm. Dì Năm khỏe hả dì Năm? Ừ, khỏe, dài cũng mệt lắm. Dì là bị bệnh gì? Bệnh tim á. Dạ. Là hở quanh hay sao dì? Bị suy. Suy tim hả? Dạ. Bây giờ dì... đang điều trị hả? Thuốc thì cũng uống mỗi ngày đó. Dạ. Ngày nào cũng uống đó. Năm nay dì nhiêu tuổi vậy? 76. Dạ. Dì được mấy người con? 6 người mà nó ở xa không à. Dạ. Nó chồng đi xa á. Dạ. Bây giờ dì cũng đang điều trị hả? Dì thấy đỡ không dì? Uống thì thấy nó đỡ, còn uống thì nó mệt. Ồ, vậy nó khỏe là do thuốc không ạ? À? Uống thuốc không có thuốc mà mệt dữ lắm. Dạ. Có hôm trong Tết á, ngưng thuốc có mấy ngày mà mệt. Còn ông Dượng là ở đâu sao con ít gặp? Mất lâu rồi. Mất rồi hả? Hai mười mấy năm rồi. Dạ. Mất 15 năm rồi. Dạ. Hôm nay ghé thăm dì, gửi tặng dì phần gạo 10 kg. Phần gạo này là của dì Năm Là ở ngoài ấp 1 của xã Bình Thắng gửi tặng cho dì. Cậu nó con cặp nó cảm ơn nha. Dạ. Dạ con đi, dì nghỉ. Dạ. Khỏe ha. Vậy là tối ngày nằm ở giường đây. Nằm đây mới đi xuống dưới. Có cây gậy hỗ trợ. Có đi thì cũng nhấp nhấp lần lần đi được hả dì? Dạ, nhấp nhấp đi. Nó mệt lắm. Nhưng mà đi nó mệt. Dạ, dì nghỉ khỏe nha, con đi nha. Dạ. Dạ. Vũ lên đây là ở xã Bình Thới ghé thăm anh Cọ. Em chào anh chị nha. Dạ. Anh Cọ là bị tai nạn giao thông hả chị? Bị tai nạn giao thông anh. Dạ. Anh bị lâu chưa chị? Bị nay mười mấy năm rồi. Dạ. Anh giờ anh biết không? Không, họ vậy biết. Đi đứng chứ không biết gì. Dạ. Ăn uống rồi mình phải đút hả chị? Không, tự múc rồi đi. À? Ừ, tự múc. Anh bị tai nạn giao thông rồi chắc mổ não quá, thành ra bị mất mổ, cái đầu hả chị? Bị phù não, không có lấy cái não được, không có nuôi được luôn. Dạ. Năm nay là anh nhiêu tuổi vậy? Năm nay là tuổi tỵ á, nay là 47 quá. Khỏe không anh? Gật đầu, khỏe nhưng mà không nói được.
Hôm nay anh ghé thăm anh chị gửi tặng phần gạo 10kg. Phần gạo này là của dì Năm Là ở ngoài ấp 1 xã Bình Thắng của mình gửi tặng anh chị. Dạ, vậy tôi cũng cảm ơn chị Là, chị gì đó ha. Dạ. Dạ, em đi, anh chị dạ. Nghỉ khỏe ha. Em dạ, đi dạ. Dạ. Anh cũng nghe nhưng mà anh nói không được. Nghe nhưng mà nói không được. Dạ. Rồi em để gạo đây anh chị. Nè, lấy cái... cất giùm em ơi. Lấy dạ. Cái mì, cái mít. Dạ rồi, để em lấy chứ. Vũ ghé thăm nhà của chú Bảy, thì chú bị tai biến rồi cũng mới mất, nay cũng cả tháng. Thì hoàn cảnh của thím rất là khó khăn. Là lúc trước là nuôi chú Bảy là bị tai biến rồi bệnh nằm chỗ. Rồi có đứa bé này là nó bị bệnh bại não, tối ngày phải nhốt nó trong cái chuồng này nè, chứ không có thả nó ra ngoài được. Năm nay bé nhiêu tuổi con quên rồi. Năm nay 14 tuổi à. 14 tuổi hả thím? Dạ. Thím đút cho bé ăn sáng hả? Dạ. Hôm nay bé ăn gì vậy thế? Mua bột con sò về nấu. Rồi. Không có thịt gì hết trơn hả? Có thịt mà nó ăn phải thịt nọng à, chứ không, nó không ăn thịt nạc mà nó ăn thịt nọng mỡ vậy đó. Dạ. Thế bảy mấy người con, coi chừng nó lấy cái mì ấy. Ê, rồi. Ê, cô chú con, cô chú. Trời ơi. Lẹ thấy ghê không? Nó đứng gần gần đó. Lẹ thấy ghê. Nó thấy lạ lạ nó chụp. Ừ, lạ nó chụp hả? Rồi cha nó đi làm gì dạ. Vậy thiếu? Cha nó cũng đi làm lật vặt vậy đó. Cũng như người ta mướn gì làm đó vậy hả? Dạ. Dạ, hằng chi con lên thường không có gặp dạ. Cha nó ở nhà. Dạ. Còn mẹ bé làm sao cho dạ? Mẹ nó cũng đi làm đâu thành phố á. Bị hai vợ chồng chia tay rồi nó làm hồi lúc đó thì... nó gửi cô lặng nó đi làm mặn nuôi bé rồi cái này rốt cuộc á mà người nó cũng nợ nần gì đâu nó cũng không có gửi về thì hai vợ chồng chia tay luôn rồi hồi lúc đi thì chưa có gì hết rồi nó đi rồi riết rồi chia tay chào chú. Chú nó lên làm gì? Dạ. Để tính che cái này, có cái người chị cho cái lưới này nè. À. Rồi nắng quá rồi cái mượn anh che giùm anh ruột à. Dạ. Dạ chào chú. Ở đâu? Chú Vũ á. Dạ. Ừ. Bị chú lên cái bịch khẩu trang á, tôi cũng mới biết đây chứ không biết mặt nó cũng như đi lên ngoài bịch khẩu trang á nhìn không. Dạ, mấy lúc trước dịch thì đi cái bịch khẩu trang này nó quen rồi, khi lại thì không có kéo ra. Rồi, hồi lúc mà lên đây cái nó chú Vũ mà nó ủa chú Vũ lạ dữ dạ. Nhìn đứng ra đi lên nó đi thường mang khẩu trang không à ai nè con tiếng lên nội đúc nè nội đúc ăn biết hả? Là bữa đi với Phúc Nghĩa đi lên đúng không lúc đó là mới biết đó chú Vũ thì mới dở khẩu trang đó mới biết chứ thôi dạ. Mấy lúc trước là không biết dạ. Yeah, chú lên phụ che giùm mái nhà chuẩn bị cũng là mùa tới ha. Dạ hôm nay con ghé thăm thím gửi tặng phần gạo 10kg. Phần gạo này là của dì Năm Là ở ngoài ấp 1 xã Bình Thắng của mình gửi tặng. Dạ. Vậy cảm ơn chị Út Là nhiều ha. Dạ thôi thím nghỉ khỏe ăn đi. Dạ. Thì mẹ bé hôm nay có về thăm nó không? Không có về. Dạ. Không có về, ít có về lắm không có đi. Dạ. Có phụ nuôi không. Gì không? Rồi không có nuôi gì nó mổ á chú. Yeah. Rồi bệnh đàn bà đó mổ có mũ hay gì á, mổ dịch vụ cắt tóc á, bề để bể á. Yeah. Rồi cái không có tiền cái vay tiền mắc á, tiền bạc 20 á rồi đóng gần chết đâu có lời lãi rồi không đủ. Yeah. Rồi nó đâu có gửi phụ gì đâu. Yeah. Rồi ở đây thì có gì ăn nấy chứ giờ mẹ nó giờ vậy rồi mình không có nói gì được. Yeah. Dạ thôi con đi thím nghỉ khỏe ha. Dạ cảm ơn chú nhiều dạ, nha. Dạ. Chú ghé đây là ở xã Bình Thới ghé thăm chú Bảy thì chú thím là bị tai biến hết trơn à. Đó, thì nay Vũ ghé lại cũng lần hai rằm tháng giêng này bà con cho gạo nhiều á. Rồi Vũ xây qua một vòng giờ trở lại lần hai. Chào chú Bảy. Khỏe không chú? Dạ hôm nay cũng đỡ. Dạ. Cũng mệt hoài mà. Chú bị sao mệt chú tim hả? Cũng bị tim nữa. Dạ. Bị hẹp bao quanh tim. Dạ. Rồi tai biến nữa. Rồi tai biến nữa. Rồi tai biến cũng tai biến hai lần nè. Dạ. Tại trị hồi trước á trị nhiều với ấy giờ cũng đi được nhưng mà đi ít thôi. Dạ.
Dạ. Nhưng đi. Mà chú bị tai biến vậy cũng mừng. Dạ. À, cũng khỏe rồi, săn sóc cho thím chứ giờ thím nằm chỗ rồi. Trời, bởi vậy tôi nhờ vậy mà tôi lo cho bà được chứ. Đúng còn rồi. Không có ơn trên không cho phước tôi thì chắc tôi cũng khổ lắm. Dạ. Dạ. Tại vì giờ nấu ăn này kia nọ đồ sinh hoạt gia đình đồ là chú phải giúp thím hết. Chú giúp hết thế này. Dạ, chứ thím giờ không có thím nằm một chỗ rồi không thấy đường nữa hả chú? Không thấy đường nữa. Mà lại giờ là đỡ lên cái lưng nó bị đơ luôn rồi cái cũng hơi cứng cứng rồi ngồi nãy không. Dạ, tại vì thím nằm lâu quá. Nằm lâu. Thím bị này là bao lâu rồi chú? 2 năm rồi đó. Dạ. Hồi mà nằm luôn á là 2 năm, còn hồi đó còn đi dìu đi được á. Dạ. thì lâu rồi. Dạ. Mà thím năm nay nhiêu tuổi chú? 74 tuổi. Dạ, cũng thím 74 tuổi. À. Mà chú chắc lớn hơn thím hả? Tôi cũng 1 tuổi à. À, à. Chú thím 1 tuổi à. À, sinh 1950 đó. Dạ. Dạ. Bây giờ là ăn uống rồi là phải đút hết. À, đút hết. Đâu có múc ăn được. Không có múc, không có gì trơn. Không có ngồi dậy được luôn. Dạ. Dạ, hôm nay ghé thăm chú thím, gửi tặng chú thím một phần gạo. Đó là 10 kg. Này của gia đình của dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng gửi tặng chú. Dạ. Để thôi. Dành ăn hả chú? Dạ. Thì chú cũng cảm ơn nha, cháu với bà con hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi rất cảm ơn rất nhiều. Dạ. Tại vì giờ tụi tôi cũng không có làm gì được. Dạ. Mà hơn nữa là bà bệnh rồi tôi cũng bệnh nữa, rồi con cái nó ở xa mà nó nghèo nữa. Dạ. Thành ra tôi bà con giúp đỡ cho tôi và tôi cảm ơn, đội ơn rất nhiều. Dạ. Có cái phần gạo đó mình cũng đỡ lo thêm cái chi phí hả chú? Dạ, đúng rồi. Dạ. Bà thì hàng ngày bà cũng uống thuốc hàng ngày vậy đó, cũng. Dạ. Thuốc. Chú thấy, cháu thấy thuốc men dữ lắm, chú. Dạ. Cũng uống thuốc. Dạ. Mình nhưng uống mà... thuốc Nam hay thuốc Tây chú? Dạ, thuốc Tây không à. Dạ. Dạ. Ở đây chú với thím là cũng hộ nghèo không? Dạ, ở đây mới về đây nay 2 năm mà không có, chưa có phát hộ nghèo. Dạ. Có nghĩa là họ nói bị bả nằm dày rồi tính cho bả bị tàn tật thôi chứ còn hộ nghèo. Dạ. Chưa cấp được. Dạ, dạ. Dạ. Dạ thôi chú thím nghỉ khỏe con. Dạ. Đi rồi. Dạ. Chú cảm ơn cháu. Dạ, rất. Dạ. Nhiều. Dạ. Dạ. Bà con gửi lời thăm bà con mạnh khỏe. Dạ. Hỗ trợ giúp đỡ cho các những người nghèo như tôi. Dạ. Tôi cảm ơn rất nhiều. Dạ. Bây giờ Vũ ghé thăm anh Phát. Em chào chị. Dạ em chào anh. Bị tai nạn giao thông. Cho em hỏi sáng chị đang làm gì cho anh à? Dạ em đang cho ngồi đang tập cái cổ nè anh. Dạ. Dạ. Chị cho em hỏi cái ngồi. Ống đó là để đút ăn hả chị? Dạ ống ăn á anh. Dạ. Ăn. Cái đó là sai nhuyễn hả chị? Dạ sai bơm. Sai nhuyễn rồi bơm vô. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay anh khỏe không chị? Dạ cũng khỏe vậy nè anh chứ không có thấy khá hơn. Dạ. Rồi. Dạ. Anh có biết không? Dạ không anh. Không biết hả? Dạ không biết gì hết. Ý ảnh đâu phải bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động mà. Dạ hả chị? Tai nạn lao động anh. Đi anh bị nay bao nhiêu năm rồi chị? 3 năm 2 tháng rồi anh. Dạ. Dạ. Năm nay anh nhiêu tuổi chị? Dạ năm nay anh 46 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi chị có mấy người con? Em có một bé à. Dạ. Bé hôm nay 17 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Rồi giờ chị phải ở nhà canh ảnh chứ đâu có đi làm gì hả chị? Dạ không anh. Tối ngày canh suốt vậy nè anh. Dạ. Lát là cho ăn, lát thì tập bóp tay bóp chân rồi lay quay lay quay suốt ngày. Em quay lại lần hai nè, lần hổm em đi ngang là em thấy chị đóng cửa. Dạ. Cách hình như bữa mười mấy, mười mười ba, mười hai gì em thấy đóng cửa. Em nói chắc chị đi công chuyện rồi quá. Không, em đóng bên đây lúc nào em cũng có nhà anh. Phải không? Dạ. Vậy đóng phải bên kêu, đây. Phải không? Dạ. Dạ. Vậy dạ. Em thấy đóng cửa rồi cái em đi. Dạ. Tại tháng này bà con cho gạo nhiều, hổm em đi lần rồi giờ em tả lại là lần hai á. Dạ. Dạ. Em lúc nào cũng có nhà hết, tại đâu có bỏ anh được đâu anh. À, không có bỏ đi đâu được. Đóng cửa vậy thôi phải không? Dạ. Dạ. Khi em mở cửa bên kia là em có nhà đó. Không, đóng luôn. Đóng luôn hả anh? Dạ, đóng luôn. Dạ hả? Dạ em nhớ là bữa 12, 13 gì đó. Ủa mấy bữa đó em đâu đi 12, đâu ta? 12, 13, 14 gì em nhớ cái bữa đó mà dắt cũng sáng là phải. Nhớ dắt sáng. Vậy biết rồi có gì em kêu. Dạ. 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 Vậy đâu có bỏ đi đâu được đó. Dạ. Sáng thì giống như sáng thì em đi em cũng mở cửa, em đi chợ chừng nửa tiếng đồng hồ em về em cũng mở cửa. Dạ. Dạ.
Là anh không có biết gì hết. Dạ, đó. Cứ buông ra là nó gục cái cổ xuống vậy chứ không có gượng lại nổi. Dạ. Hồi đó dạ. Cũng có mổ mà mổ không hết hả chị? Mổ mở hộp sọ rồi đó anh. Dạ. Dạ mở hộp. Không hết. Dạ không, không tỉnh. Giống như bị dập não nặng quá anh. Dạ. Dạ não không phục hồi lại nổi. Dạ. Dạ. Hôm nay em ghé thăm anh chị, gửi dạ. Tặng phần gạo 10kg. Phần dạ. Gạo này là của dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng gửi tặng anh chị. Dạ, dạ cho em cảm ơn dì Năm nhiều. Dạ. Dạ, dạ thôi em đi, chị nghỉ dạ. Khỏe ha. Dạ, dạ, dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Giờ Vũ ghé là chỗ nhà của anh Phong. Ở đây là ở ấp Bắc Miễu của xã Đại Hòa Lộc. Thì anh bị bệnh anh nằm chỗ. Cho em hỏi là anh bị sao anh? Dạ, tai biến anh. Tai biến hả? Dạ. Để em tắt cái quạt á. Dạ. Chút mà mở lại. Anh bị lâu chưa anh Phong? Dạ gần năm rồi. Dạ. Năm nay anh Phong nhiêu tuổi rồi? Dạ 40. Dạ. Thì sao em vô đây em thấy anh ở có mình vợ con anh đâu? Dạ có mẹ, mẹ em đi bán. À là gì ở đây nuôi? Dạ. Còn vợ anh đâu? Vợ em là đi làm ở Đà Lạt. Hả? Đi làm ở Đà Lạt. À. Lâu lâu cũng về thăm rồi đi. Dạ, anh có mấy người con? Dạ, không có anh. Hồi đó em đi làm hộ bị tai nạn, cắt bỏ tới thằng á. Dạ. Yếu, sinh lý không có con. Dạ. Bây giờ là vợ đi làm xa? Dạ. Dạ. Bây giờ anh đi tới luôn được không? Dạ, không anh. Nằm chỗ luôn hả? Dạ. Dạ. Bị liệt hết bên hả? Dạ. Liệt bên trái anh. Dạ, liệt bên trái là một bên tay với giò luôn. Dạ. Dạ. Hôm nay ghé thăm anh này gửi tặng anh phần gạo 10kg ha. Dạ. Để đây ha. Em cảm ơn. Phần gạo này là của gia đình của dì Năm Là ở ngoài ấp 1 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại của mình gửi tặng ha anh ha. Dạ. À, rồi thôi em đi anh nghỉ khỏe ha. Dạ, nói em cảm ơn anh. Dạ. Giờ Vũ ghé đây là ấp Bình Hòa, thị Tấn. Dạ. Ghé thăm dì Hiếu là vì hoàn cảnh khó khăn, vì bệnh tai biến nằm chỗ. Yeah. Khỏe không gì? Được mà không được. Dạ. Yeah. Không đi được. Thì có người con là dì Hiếu là bệnh mất rồi. Dạ. Yeah. Thì có đứa cháu đây là mẹ nó cũng bỏ đi luôn hả gì? Dạ. Dạ. Bây giờ Dượng có làm gì không? Không có làm đó. Dạ. Yeah. Mình ai làm đó? Dạ. Yeah. Ông giữ nhỏ, ông giữ cái nhỏ mà. Dì nấu cơm rồi cho dì ăn chứ dì nằm chỗ ở đâu có làm được ha. Đúng rồi. Thằng bé này nay nhiêu tuổi rồi gì? Mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi hả? Dạ. Dạ. Rồi ông về ba con. Dạ. Kiều Tân à, về không được đâu. Dạ. 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 Bị liệt hết bên. Dạ, đúng rồi. Bây giờ có uống thuốc điều trị không gì? Có. Dạ. Dạ, uống hoài. Năm nay gì nhiêu tuổi? Mèo quá. Dạ. Dạ. Là vì có một tuổi. Có một người con một rồi bệnh thì chết à? Dạ. Dạ. Ông chết rồi. Dạ dạ. 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 Có được quá con. Hôm nay ghé thăm dì gửi tặng dì một phần gạo 10kg. Phần gạo này là của gia đình của dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng gửi tặng cái gì? À cũng ơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Con tên gì? Hả? Kêu cả hai, kêu coi. Ok. Mắc cỡ. Dạ. Dạ thôi thôi, về nghỉ khỏe con đi vậy. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Ê bé bé. Đừng quýnh con. Thì có con ghé cho dì để có gạo ăn cũng đỡ. Dạ. Bây giờ chú đâu đi làm gì. Dạ. Dạ. Tại hôm nay thì rằm tháng này thì bà con hơi nhà cho nhiều á. Dạ. Con cho giáp hết trơn rồi, giờ con xây lại. Dạ. Một lần nữa. Dạ con cứ ăn được. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ đi về nó có được đâu. Dạ. Có cái gì đâu ăn. Dạ dạ. Dạ ông á. Dạ. Chào chú. Dạ. Dạ. Dạ không đi gì. Dạ đi chú. Dạ. Dạ. Đừng quýnh con. Rồi để chú đi rồi con quýnh. Rồi. Đi quá. Dạ. Giờ Vũ vô đây là nhà của dì Năm ở xã Thành Trị. Thì dì là bị tai biến. Thì mới được nhà nước cất cho căn nhà tình thương. Dì Năm nha. Ừ. Dì Năm khỏe hả? Khỏe, có khi khỏe, khi không, khi nó mệt quá. Dạ, là gì bị tai biến hả? Tai biến mà bị tim nữa. Dạ, mắt gì không thấy đường nữa hả gì? Không, không có... thấy.
Con vô mấy lần trước con thấy dì nằm ở giường không à, sao nay dì xuống đây? Đúng rồi. Nó đợi xuống đây đặng cứ nghe chó sủa không cơ. Nó đi rước con nó rồi. Dạ. Con nó đi học à. Dạ. Năm nay dì nhiêu tuổi á dì? Vừa 63. Dạ. Là dì bị bệnh tai biến là lâu chưa? Nay cũng mấy năm rồi. Dạ. Con mắt bị cườm. Dạ. Vì tim họ không có mổ được. Dạ. Chưa bị tiểu đường. Dạ. Rồi ở đây nó cũng đi làm vậy rồi tới tháng nó đi ra nó lạnh thuốc rồi không có mua, có khi nó cũng mua nó đi mất nó đi mai nó mai công ty. Dạ. Là con có gì là mai ở công ty ha. Dạ. Hôm nay con vô ghé thăm dì, gửi tặng cho dì phần gạo 10kg. Phần gạo này là của dì Năm Là ở ngoài ấp 1 xã Bình Thắng của mình gửi tặng anh dì. Dạ. Đây con để mé bên đây là gì? Dạ, cảm ơn. Đây nè, đây nè, mé đây nè, mé đây nè. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây. Bao gạo. Cảm ơn. Dạ. Dạ thôi dì nghỉ khỏe, con đi dì. Con đi con không thấy bóng môi bóng bông không biết người nào với người nào. Dạ, tại vì ăn cơm mắt đút hả chứ đâu thấy đường đâu múc ăn hả? Nó cá tôm gì đó nó bỏ hết trong cái tôm nó chuốt xương ra. Mà rồi múc cá, cái múc 2-3 con tôm, có cái múc không có còn nào cũng dạ. Có. Dạ, tại mình không thấy ha. Không thấy. Dạ, dạ thôi dì nghỉ khỏe con đi nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Vũ lên đây là ở xã Bình Thới ghé thăm chú Thím Ba. Thì Thím Ba bị bệnh nặng mất rồi. Thì chú cũng bệnh rồi, có người con là bị tai nạn giao thông ngồi xe lăn. Chú Ba khỏe hả? Khỏe chú. Dạ. Mắt nay đỡ không? Thấy đường không chú? Mờ. Dạ. Nhìn thấy con không? Thấy mà mờ. Dạ. Chú Ba năm nay nhiêu tuổi rồi? 37. Dạ. Bây giờ còn nấu ăn được không chú Ba? Nấu cơm được không? Có con nó đã có lòng bánh trên. Dạ, nay cái anh gì con chú đâu mà không có nhà? Nằm trong phòng. Ờ, chắc nằm trong phòng hả? À. Con ghé thăm chú, gửi tặng chú phần gạo 10kg. Phần gạo này là của gia đình của dì Năm Là ở Bình Thắng gửi tặng cho chú Ba. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ con đi, chú nghỉ khỏe ha. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Con để đây nha chú Ba. Để gần cái võng nè, chú đụng không? Đây nè, đây nè. Đây nè. Dạ. Dạ rồi. Con đi nha. Là con của chú Ba nè. Khỏe không anh? Nghe kinh hả? Dạ. Khỏe ha. Gửi cho gạo để bên chú Ba rồi. Rồi. Giờ Vũ lên đây là ở xã Bình Thới ghé thăm dì Hai. Dì bị tai biến. Dì khỏe không dì Hai? Bị tai biến nó mệt quá à chú. Dạ. Mà mắt nó mờ nữa không thấy được. Đi chú. Là chống gậy đi được không? Không, đẩy cái ghế này chứ đâu không gậy được. À. Cái ghế là mình đẩy tới đây cái mình ngồi một cái rồi đẩy lại đó ngồi cái xuống mới đâu có đứng được. Dạ, hôm nay dì khỏe không? Dì cũng đi bệnh viện mới về. Dạ. Hôm nay dì nhiêu tuổi vậy? Hôm nay 71 tuổi. Dạ. Thì dì bị tai biến này lâu chưa? Lâu rồi. Dạ, nó bị liệt hết bên tay đó luôn hả dì? Dạ, nó sụi bên này. Dạ. Nó sụi cái tay này luôn, không cầm gì được hết chứ. Dạ. Rồi cái chân này cũng đâu đứng được. Dạ. Sụi luôn bên. Dạ. Bệnh lâu rồi mà nó không có chết. Dạ. Cái tai biến này á, ít ngày thì xuống bệnh viện thôi. Bác sĩ khám. Dạ. Lợi có chăm cứu rồi không dì? Có. Dạ. Chăm cứu mà hễ tụi nó không có ở không, nó nuôi thì xuống nó nuôi mới xuống chăm được. Dạ. Chúng nuôi được từng lễ thì 10 bữa họ cho họ về, cho dạ. Mình về, nghỉ, ít bữa xuống chăm tiếp. Dạ. Giờ chăm cái này thì nó đỡ cái tay thì dở dở vậy. Dạ. Cho xuống thì chăm cứu. Dạ. Con ghé thăm dì, gửi tặng dì phần gạo 10kg. Dì phần gạo này là của dì Năm Là ở ấp 5 xã Bình Thắng. Dạ. Ủa ở ấp 1 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại của mình gửi tặng cái gì? Dạ, dạ, dạ cảm ơn để chú. Đây ha. Dì ăn cơm sáng chưa? Dạ có, thằng kia mới xuống nó cho cá, cho cơm đó. Dạ. Thằng dạ. Thằng con ở riêng á. Dạ. Ở cầu sắt nó mới xuống đem cá xuống dạ. Ăn cơm đó. Dạ dì nghỉ khỏe con đi dì. Dạ.
Dạ. Vậy là chú đi làm công chuyện này đó hả? Dạ. Đâu rồi, chú ở hổm chú ông kia hay chú này? Dạ con ghé không á. Chú đó hả? Dạ. Biết con mắt mờ không có thấy rồi nói dạ. Tiếng rồi thôi. Bữa hổm con cũng ghé anh Chiến rồi á. Tại rằm tháng này bà con cho nhiều mà con ghé dạ. Lại gì. À, vậy là dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Vậy là tôi nãy giờ tôi hỏi chú gần gần chứ đứng xa tôi không có thấy. Dạ dạ. Dạ con đi về nghỉ khỏe ha. À, nghe nói tiếng vậy thôi. Dạ dạ. Nghỉ khỏe. Vậy là chú lại chú cho dùm. Dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Ở đây là ấp Bình Quê 1 của xã Đại Hòa Lộc, ghé thăm dì Tám. Thì dì là bị tai biến, dì nằm chỗ. Năm nay mấy năm rồi dì Tám? 7 năm rồi con. Dạ, nó bị liệt hết bên hả dì? Liệt bên. Dạ. Rồi múc cơm còn tay múc được không? Tay này múc ăn được. Còn dạ. Tay này thì nó sủi, tay này múc nằm ăn được. Nằm chỗ mà có đi tới luôn gì được không? Không con ơi. Nằm chỗ luôn hả dì? Nằm chỗ, vậy thì xin xíu lăn đó. Dạ. Đằng con có đăng ký cho dì rồi. Đăng ký cho gì nghe. Đăng ký xe lăn rồi, chừng nào có thì người ta kêu. Rồi ghé thăm dì gửi tặng phần gạo 10kg phần gạo này của dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại của mình gửi tặng dì Tám. Cảm ơn anh Phạm Dũng. Dạ. Dạ con đi về nghỉ khỏe ha. Ừ. Con đăng ký xe lăn rồi nha. Chừng nào có thì người ta thông báo hoặc người ta kêu gì lấy. Giờ Vũ ghé đây ấp Bình Quê 1 xã Đại Hòa Lộc ghé thăm dì Hai. Dì Hai ông đại khỏe chưa, hết bệnh chưa? Dì Hai cũng ngày già già rồi không có khỏe luôn con. Năm nay nhiêu rồi dì Hai? 83 con. Dạ. À, rồi. Vậy là năm nay là nghỉ hưu luôn ha, không đi bán chuối nữa ha. Không có đi. Dạ. À, ăn cơm được không dì? Ăn tối ngày thì dồn lại được một chén à. Dạ. À, sáng 3 muỗng, trưa 3 muỗng, chiều 3 muỗng. Dạ. À, rồi ăn bậy bạ thì cũng được, rồi có bánh tái nè. Rồi ăn lặt vặt cũng có ăn. Dạ. À, thì, hai đứa bé con Duyên cũng khỏe hả gì? Nó cũng khỏe con. Nó đi học hả vậy? Nó đi học gần trường đó, rồi dạ. 3 giờ rưỡi lại rước về. Dạ. 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 Anh Duyên gì bữa bị sập nhà đè rồi rút ra cái xương sống khỏe chưa? Thì nằm lên nằm xuống đây chứ đi mần thì chưa được nhưng mà nằm. Dạ. Ừ, vậy đó. Chưa có làm nặng được á. Ừ. Bị cái inox gì đó cặp tẩm. Dạ. Không xuống rồi nó chổi đau quá hà con. Dạ. À, thì hôm nay ghé thăm dì Hai gửi tặng 10kg gạo, gạo này của dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng của mình nó gửi tặng cái gì. Dạ. Ơi giờ dì Hai cũng không biết nói gì. Cảm ơn trước là Vũ vô đây thăm dì Hai, tặng cho dì Hai bao gạo sao. Chúc gia đình chỗ chị anh này cũng khỏe mạnh nha. Dạ. Chứ giờ Hai không biết nói gì tân. Dạ. Nói gì nghỉ khỏe ha, con đi vậy ha. À, dạ, con để đây ha. À, đây dạ. Con, còn dạ. Cái này con. Dạ, dạ, dạ. Ừ. Thì có công đem tới nhà. Giờ Vũ ghé thăm dì Tư, ở đây là ở ấp Bình Quê 1 của xã Đại Hòa Lộc. Khỏe không dì, ăn cơm trưa chưa? Tôi ăn rồi, hồi sáng 10 giờ tôi ăn rồi. Dạ. Ăn đừng uống thuốc. Dạ. Ngày uống 2-3 cử rồi. Dạ. Thành ra phải canh giờ. Dạ. Ăn no mới dám uống. Hôm nay có tập đi không dì? Tập chứ, tập đứng. Dạ. Xuống mà đứng chưa có được, còn run. Dạ, gịch cái xe vậy ha. Gịch vậy vẫn không có người đẩy làm sao mà lần cút nó đứng làm sao là chịu. Dạ, tôi nghĩ ra cái này nè, kéo thì nó đâu có sụp được. Dạ, có mình thì mình phải dùng thế thôi. À, dạ. Thì vậy đó. Hôm nay con ghé thăm dì gửi tặng phần gạo 10kg phần gạo này của gia đình dì Năm Là ở ấp 1 xã Bình Thắng của mình á. Dạ hả? Dạ. Ở Bình Thắng vậy tôi cũng dạ. Cảm ơn dì Năm Là. Dạ. À, tặng cho Tư gạo rồi Vũ đem tới cũng cảm ơn Vũ luôn. Dạ. Vậy chứ cũng không biết nói gì hơn nhiều. Dạ, cảm ơn được rồi. Ừ. Dạ. Thôi dì nghỉ khỏe con đi dì. À. Dạ. Mà tới dì thì con cũng xong gạo luôn rồi. Nghỉ. Ừ. Dạ. Tới đây thì cũng hết 17 phần gạo của dì Năm Là. Vũ thay mặt bà con nhận gạo hôm nay cảm ơn dì rất là nhiều. Chúc dì và gia đình năm mới được mạnh khỏe. Rồi giờ Vũ về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ cảm ơn chị Cúc Mai ở bên Úc rất là nhiều.
chị đã gửi tặng chiếc xe này cho Vũ để Vũ chở gạo.